Thì ví dụ như trả lời cho cái câu của bạn Ly ha, nó là cái phần tiếp theo của cái này. Phần tiếp theo của này nói về cái tính đặc trưng của cái việc thích nghi của cơ bắp đó. Tức là chúng ta thực hiện những cái bài tập nào, những cái chuyển động nào thường xuyên thì cơ thể sẽ thích nghi theo chuyển động đó. Vì vậy nếu chúng ta mặc dù trước đây có tập, xong sau này chúng ta bỏ, ta không tập, chúng ta không tập chung hoặc chúng ta tập bài khác, thì một thời gian chừng 8, 12 tuần gì đó, có thể chúng ta quay lại tập cái bài cũ thì cảm thấy cái khả năng tập của mình, cái performance đó, nó không còn như xưa nữa, nó bị giảm. Mặc dù hồi đó tập vẫn ok, nhưng bây giờ tiền bị giảm. Nhưng cũng không nên hoang mang cái việc đó, tại vì đó là chuyện hiển nhiên sẽ xảy ra, vì cơ thể nó bắt đầu phải kiểu nó đang quên đi, nó quên đi những cái cũ và nó học cái mới. Thì bây giờ quay lại cái cũ thì đối với nó bây giờ nó lại là cái chuyển động mới. À thì bây giờ phải cần ví dụ khoảng 1 tuần hay 10 ngày gì đó để nó recall lại, nó nhớ lại cái chuyển động đó, và tùy thuộc vào cái tần suất. Còn một yếu tố nữa là frequency á, cái tần suất mình tập luyện cái động tác đó có nhiều hay không thì nó mới hằn sâu vào cái trí nhớ của mình được ha. Hai tuần à, đối với trường hợp mà nghỉ 1-2 tuần đẩy được tạ nặng hơn, có thể thì ở đây mà nãy mình mới nói là nghỉ khoảng 8 đến 12 tuần thì nó có nghĩa là 2 đến 3 tháng thì nó mới đủ nó quên. Còn nếu các bạn nghỉ 1 hoặc 2 tuần á, không thành vấn đề, còn thậm chí nó còn tốt nữa. Tại vì sao? Tại vì trong thời gian các bạn đang tập luyện liên tục á, các bạn có thể không nghỉ đủ để cơ thể nó phục hồi. Vậy cái 1-2 tuần đó có thể được xem như là thời gian cho cơ thể nó recovery, nó phục hồi lại. Và sau 1-2 tuần đó các bạn quay lại, liên kết thần kinh vẫn còn, và bạn quay lại các bạn đẩy và cơ bắp được nghỉ ngơi hoàn toàn luôn, nên quay lại đẩy mạnh hơn, cảm thấy được mạnh hơn lúc mà trước đó nữa, đó là chuyện bình thường ha. Giống như những vận động viên trước khi thi đấu họ sẽ phải tập nhẹ hơn so với lúc họ tập luyện bình thường. Off season họ sẽ tập luyện tăng dần rồi xong họ drop, họ lên xuống, và làm sao cái điểm rơi của nó là họ sẽ drop xuống và bắt đầu tăng lên từ từ, làm sao để cái ngày thi đấu là cái peak performance của họ. Thì cái người huấn luyện viên, cái người coach á, sẽ phải tính được cái chuyện đó. Ừ. Thì cái việc tập luyện mình sẽ luôn lên xuống vậy nè. Lên xuống như thế này không phải là do mình chấn thương hay gì mình nghỉ, mà nó phải thích nghi theo ba cái state này. Giống như cái state đầu tiên là kích thích, rồi thích nghi, và tiếp theo tới cái phase cuối cùng là exhaust nè, là cơ bắp hoạt động đến mức nào đó nó bắt buộc nó phải nghỉ. Nó bắt buộc phải nghỉ thì lúc này bắt đầu nó sẽ đi xuống. Nhưng nó đi xuống rồi nó sẽ đi lên lại ha. Chứ nó chứ không phải là một cái đồ thị mình đi lên liên tục. Không có nào mà là lên liên tục được hết á. Rồi. Đây là mới nói xong về DOM và cái phase thứ hai, cái state thứ hai. Và tiếp theo là cái state thứ ba. State thứ ba này nói gì? Nói về cái việc tập luyện quá mức hoặc là tập luyện kéo dài lâu. Thì những cái stress, prolonged stress nè, hoặc là liên tục tăng cái lượng tạ đi, ở đây gọi là lượng tạ hoặc cái kháng lực, áp lực lên cơ thể nhiều đi, sẽ dẫn đến bị kiệt quệ. Đó, sẽ đến ngày, một ngày đó sẽ phải đến, à, không thể tránh khỏi. Nên mình mới nói là mình nên hiểu và lắng nghe cơ thể ha. Đừng có ráng mà làm theo ý mình. Rồi. Thì nhiều khi á, cái việc mà exhaustion này nó kiệt quệ đến mức ảnh hưởng đến tâm trạng, ảnh hưởng đến cả thể chất, đủ thứ hết. Và dẫn đến nguy cơ chấn thương. Giống như mình thấy mình cứ có thể tập tăng 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 dần hoài, nhưng mà mình không có kế hoạch để mình giảm tạ trong thời gian hợp lý á, thì ok, mình cũng sẽ tăng được, nhưng mà tăng nữa sẽ là cái lúc mà sẽ gãy, gãy là nó rớt rất là sâu ha. Tại vì sao? Ở dưới này là một số yếu tố nó sẽ người ta có nêu ra. Như bị chấn thương gãy xương, chấn thương về xương khớp chẳng hạn. Thứ hai là bị tổn thương cơ bắp nè, tổn thương khớp, và một cái mình thấy cái này khá quan trọng đó là
fatigue, mệt mỏi về cái cảm xúc emotional. Tại vì cái emotional này, thứ nhất nó liên quan về hormone, là nó đã bị rối loạn cái phần hormone bên trong rồi. Cứ kiểu mình cứ tập luyện nhiều rồi, cái cortisol này nó tăng liên tục, làm cho mình emotional này, tức là mình tập luyện quá nhiều. Nên người ta hay nói mấy anh tập tạ hay cục xúc á, một phần cũng là như vậy đó. Tập nhiều quá nên dễ bị bực, dễ bị quạo. Không phải là họ muốn như vậy, mà do hormone trên cơ thể họ bị thay đổi. Rồi, hoặc là những người nói là mấy người siết đựng đụng với họ, họ dễ cọc lắm. Đúng rồi, tại lúc này họ đang stress quá nhiều, từ ăn uống tập luyện quá stress, đúng không? Đó. Và cái emotional này nó còn ảnh hưởng lên cái mental, cái hệ thần kinh. Thì lúc này chúng ta không thể, khó có thể kiểm soát được kỹ thuật cho nó tốt, nhất là những cái môn mà gọi là thi đấu chẳng hạn, ví dụ đá banh rồi cần chạy nhiều, hoặc là những bóng chuyền, bóng rổ rồi đó. Thì đến ngày thi đấu mà kiểu siết nhiều quá hoặc là tập luyện nặng quá, đến ngày thi đấu hoàn toàn kiểu muốn bỏ luôn, không muốn thi được chẳng hạn vậy. Nên rất là quan trọng phải đưa cái chương trình nghỉ ngơi vào lúc tập luyện luôn đó. Và hôm trước mình có nói qua về cái cumulative injury cycle này. Đây là cái vòng lặp chấn thương. Chấn thương dẫn đến sai lệch tư thế, và sai lệch tư thế mà không khắc phục được sẽ tiếp tục dẫn đến chấn thương. Thì cái việc mà tập luyện quá mức đến kiệt quệ này á, sẽ dễ đưa chúng ta vào cái vòng xoay này. À, rồi. Vì vậy, để khắc phục được cái chuyện này á, người ta mới thiết kế ra chương trình tập của, ví dụ theo NSM này á, là OPT model này, là sẽ có tập luyện tăng dần, và sau khi tăng sẽ giảm xuống, tăng dần. Và bất kỳ một cái chương trình hoặc tổ chức nào về fitness á, họ cũng sẽ dựa trên cái này. Tại vì gọi là nó là chân lý rồi, mình không có đi ngược lại chân lý được. Còn nếu không là mình không có nói đúng, kiểu mình chỉ nói cái ý của mình thôi. Rồi, resistance training. À, ở cái OPT model này, có ai còn nhớ cái OPT model này là gì không? Hạnh nhắc lại được không Hạnh? Mới học xong không? Có bao nhiêu level? Hoặc là Duyên, còn nhớ OPT model không? Bao nhiêu phase? Ok, hạnh 3 level, 5 phase, đúng rồi. Đó, 3 level, 5 phase. Thì nó tăng từ stabilization là ổn định, đến endurance là sức bền, đến hypertrophy là tăng về kích thước cơ, đến strength là sức mạnh, và cuối cùng là power là sức mạnh và tốc độ. Ha. Thì ở đây nó sẽ đặt áp lực lên cơ thể một cách từ từ dựa trên cái OPT model đó, để cho cơ thể thích nghi theo. Và cũng hạn chế cái việc tập luyện gọi sao ta, tăng tiến không hợp lý. Rồi, periodization. Đại sứ mình xem là cái này, cái cụm từ này. Ừ. Rồi, cái việc tập luyện nên chia thành từng giai đoạn, dựa theo ví dụ theo OPT model sẽ có từng cái phase đó kéo dài khoảng 4 đến 6 tuần. Sau đó, tức là họ chia nhỏ ra, ví dụ mục tiêu của chúng ta là nâng được 100 kg thì phải chia nhỏ ra phải làm được cái gì trước, ví dụ như kích hoạt core trước, rồi phải biết được động tác đó là như thế nào, rồi bắt đầu mới tăng dần mức tạ từ bao nhiêu lên bao nhiêu. Đó, thì đi từng bước một. Thì mỗi giai đoạn đều có thời gian khoảng 4 hoặc 6 tuần tùy theo cái sự thích nghi của cơ thể để đạt được cái mục tiêu đó ha. Rồi, insane. Ví dụ cho đó. Rồi, nếu như trường hợp chúng ta đặt áp lực lên cơ thể liên tục, cứ nay hãy đẩy được 50, ngày mai lên đẩy 55, ngày mốt đẩy 60, tăng liên tục như vậy, thì thời gian đầu cơ thể nó tăng theo để nó thích nghi, có thể phát triển sức mạnh và size cơ bắp về kích thước,
Nhưng đến thời gian kéo dài nó sẽ dẫn đến chuyện là tổn thương cơ khớp, mô liên kết. Đặc biệt là ở đây người ta kêu đặc biệt là đặt cái mức tạ lên quá nhanh, tăng mức tạ nhiều quá hoặc nhanh quá mà không có kế hoạch nghỉ ngơi hợp lý á, thì các bạn có thể hiểu là cái việc phục hồi của chúng ta nó không đáp ứng kịp với cái việc tập luyện để nó thích nghi theo, tức là nó đang tổn thương, nó chưa kịp phục hồi đã đặt cái mới lên nữa, thì dần dà về sau đó, nó sẽ làm cho cái performance, cái hiệu quả mình bị đi xuống, không được tối ưu. Thì lúc này nó sẽ rơi vào cái mà hôm trước bạn Duyên mình có nói bạn Duyên làm đó là overtraining. Thì các bạn có thể đào cái hình nó về để học, hoặc là cứ lên gõ thì nó sẽ ra được những cái thó cái về liên quan về overtraining. Ở đây overtraining người ta nói là cái gì? Overtraining này là cái hiện tượng mà khả năng cơ thể không phục hồi kịp so với cái việc tập luyện và nghỉ ngơi không hợp lý, thì nó sẽ dẫn đến giảm hiệu suất tập, thay đổi hormone, giấc ngủ không yên, mất ngủ, ngủ kém, giấc ngủ kém chất lượng, rồi giảm hệ miễn dịch. À, giảm hệ miễn dịch, những cái bạn mà như bạn Tuấn nè, hồi trước đi thi thể hình chẳng hạn, giai đoạn mà siết á của họ vừa ăn vừa tập rất là nhiều nên rất là dễ bị bệnh. Lúc đó thấy là cơ thể những người đi thi đấu to đẹp lean như vậy, nhưng mà lúc đó là lúc mà họ đang yếu nhất, họ đang dễ bị mắc bệnh nhất, tại lúc này bị suy giảm miễn dịch rồi, bị tụt mút hoặc có nguy cơ trầm cảm chẳng hạn. Có những người ép cân sâu quá, giống như một mùa thi đấu phải ép 5, 7 cân, 10 cân, sau đó họ bị trầm cảm luôn. Họ trầm cảm dẫn đến chuyện là sau mùa thi đó họ không ăn uống được nữa, họ không ăn ngon miệng nữa, họ không thể quay lại cuộc sống bình thường được, dẫn đến càng trầm cảm hơn đó. Thì Anh ơi, cho em hỏi ạ. Ở trong cái phần overtraining này nó có nói là rối loạn sinh sản ấy, thì là chứng tỏ là nếu mà tập quá thì cũng như nhiều thông tin là yếu sinh lý đúng không anh? rối loạn sinh sản hả? Hình như cụm từ này hả? Hay là em đang tìm ở trên mạng? Vâng, anh thử xem là cái reproductive này nó có phải rối loạn sinh sản không nhỉ? Từ fatigue. Hạnh nói về cái từ fatigue giới thiệu lại là như thế nào? Anh chỉ nói là cái từ fatigue nó có nghĩa là mệt mỏi, nhưng mà mệt mỏi ở nhiều góc độ khác nhau, chứ không chỉ mệt mỏi về cơ bắp mà cả hệ thần kinh, mệt mỏi về cách cơ thể nó vận hành. Sinh sản bị rối loạn. À, cái này thì mình chưa biết tại sao nó là như vậy. Có thể do những cái hormone trong cơ thể nó thay đổi nên nó sẽ bị giảm cái độ nhạy hoặc là sinh sản như vậy. Cái này thì mình chưa rõ, chắc phải tìm hiểu thêm. Các bạn hãy note lại để tìm hiểu thêm, xong rồi viết một bài nào đó liên quan. Đôi khi những cái mà mới như vậy á, dễ có cái để nói chuyện với khách thú vị hơn hơn là những cái cứ suốt ngày tăng cơ giảm mỡ chẳng hạn vậy. Vậy Ly về tìm hiểu này thử ha, rối loạn sinh sản tại sao như vậy, rồi đưa vào trong group mọi người cùng góp ý, mọi người cùng đọc xem thử như thế nào. Vâng ạ. Ok, rồi kiểu như tại sao rối loạn sinh sản là gì, tại sao tập luyện có liên quan đến chuyện đó chẳng hạn vậy. Rồi tiếp theo cái phần trên là nói về tổng quát chung về cơ thể khi tập luyện kháng lực, thì nó có ba cái state đó, từ cái việc kích thích rồi thích nghi và mệt mỏi. Thì cái phần thứ hai á, là specificity, thì nói lên cái chuyện là tại sao đá banh và chạy bộ phải tập luyện khác nhau. Có mặc dù có chạy bộ tập giống nhau nhưng mà hai người đó không thể thay đổi vị trí cho nhau được, tại vì như câu hỏi của Ly nãy luôn là tùy vào cái động tác và cái chuyển động đó mà cơ thể nó thích nghi theo. Nên nên có một số bộ môn nó sẽ làm cơ thể mình thay đổi theo cho phù hợp với bộ môn đó sau, và từ đó mình không thể chơi những bộ môn khác khác. Và tùy theo đặc điểm cấu trúc cơ thể mà có những người gọi là có tiềm năng chơi những môn thể thao khác tốt hơn những người còn lại.
Ví dụ những người cao á thì nên chơi những bộ môn mà có động tác swing, chẳng hạn như đánh golf hoặc là tennis hoặc là bóng chuyền này kia. Bóng rổ thì những người cao có lợi thế, nhưng mà người cao kêu đi vô tập powerlift nâng tạ nặng á, thì lại bất lợi. Tại vì cái xương họ quá dài nên cái đoạn đường đi họ phải dài hơn so với những người thấp. Nên cái đó là bất lợi. À, không phải họ không chơi được nhưng mà họ chơi nó bất lợi hơn so với người khác thôi. Và cái specificity này sẽ ảnh hưởng từ cái việc tập luyện. Đánh golf có phải là một môn thể thao hiệu quả không? Đánh golf là một môn thể thao tốn tiền. Hiệu quả đây Hạnh muốn hỏi về hiệu quả về cái gì? Hiệu quả về cardio, hiệu quả về sức mạnh. À, nếu bây giờ họ có cái tập gọi là strength condition á, S&C á, mình hay nói là S&C hoặc strength condition, thì cái động tác golf swing á, nó yêu cầu rất là nhiều kỹ thuật và độ linh hoạt của cơ thể để thực hiện được cái động tác swing đó. Và họ nếu mà họ chơi chuyên nghiệp á, thì họ phải tập kháng lực và có thể tập cả cardio. Tại sao họ phải tập kháng lực? Ví dụ trường hợp này họ tập golf đi, đang nói trường hợp cơ thể thích nghi specificity nè. Tại sao họ phải tập golf thì họ nên tập kháng lực? Như các bạn thấy họ cứ đánh một một động tác quơ hoài liên tục, à xoay người quay liên tục như vậy, thì thứ nhất là họ phải bắt đầu phát lực từ bàn chân ha, rồi lên tới cái độ linh hoạt của hông ha, để họ xoay được đủ biên độ. Rồi họ phải có cái độ linh hoạt của vai để họ có thể đi hết được cái lực mạnh nhất có thể. Vậy có thể nhìn chung một người đánh golf muốn cải thiện được cái performance của mình á, thì họ vẫn phải tập cái gì? Họ phải tập được flexibility nè, họ phải tập được phát triển tăng cơ nè, để họ có thể phát lực lớn hơn. À, ký hợp đồng, ok. Đó, thật sự môn golf á, là một cái bộ môn cũng khó. Nói chung môn nào cũng khó, môn nào cũng có cái khó của nó. Nhưng cái người khách của mình á, cũng đánh golf thì ảnh vẫn tập tạ, và ảnh cũng hiểu được cái chuyện là từ cái ngày mà ảnh tập thêm cái kháng lực thì cái khả năng ảnh đánh golf tốt hơn, ảnh đánh được xa hơn, đánh được nhiều hơn. Tức là tập resistance á, họ còn cải thiện được các endurance nữa. Tức là bình thường họ đánh cỡ chừng 30 50 lần họ bắt đầu họ mỏi, họ bắt đầu sai kỹ thuật, thì sau này tập luyện với tạ quen rồi họ có thể đánh được nhiều lần hơn như vậy, và họ có tập thêm cardio chẳng hạn, thì họ cái việc họ di chuyển qua lại như vậy á, nó lâu mệt. Rồi cái chuyện mà họ swing với tốc độ cao như vậy á, đòi hỏi cái cơ lưng và cơ vai họ phải chắc để cho nó giảm tốc độ lại của cái động tác. Tại vì tưởng tượng nếu bạn swing như vậy mà cơ lưng không đủ khỏe thì cái khớp vai nó rớt ra luôn, thì lúc đó chấn thương vai. À, thì tập luyện kháng lực, các môn thể thao đều nên kết hợp với chương trình tập luyện kháng lực. Cái mà ở đây hầu hết mọi người ở ở mình á, mọi người chưa có xem trọng lắm, trừ những người mà thi đấu kiểu đội tuyển thành phố, đội tuyển quốc gia, thì cái đó họ có. Ví dụ như đội tuyển điền kinh của quốc gia họ sẽ tập tạ, và họ sẽ tập cử tạ luôn. Cử tạ là những động tác Olympic mà nâng tạ quăng qua đầu đó, để họ làm sao để họ bộc phát cái sức mạnh. À, hoặc là kể cả tập đá banh cũng tập tạ. Như mấy bạn thấy Văn Hậu đi châu Âu tập luyện để cải thiện hình thể đó, thì lúc đi ốm, lúc về cơ bắp hơn, và kể cả tăng được cái khả năng cạnh tranh rồi sức mạnh sức bền rồi tăng lên hết. Thì tưởng tượng bên mình chỉ có một người như vậy, còn bên nước ngoài một đám như vậy, thì tất nhiên đội hình sẽ mạnh hơn rồi đó. Và tùy theo bộ môn sẽ có một số bài nó riêng biệt, nhưng mà cũng có những bài giống nhau. Rồi, ở đây người ta nói gì? Cái đây về specific city này á, họ viết tắt là SAID, Set Specific City Adaptation Import Demand.
dựa theo những cái nhu cầu đặc biệt của động tác, của những cái chuyển động mà cơ thể sẽ thích nghi theo ha. Rồi, có bạn nào Ly nhắc thử lại về các dạng sợi cơ trong cơ thể đi. Các loại sợi cơ trong cơ thể. Có hai, nếu mà chia theo nhiều kiểu anh. Nếu mà chia theo loại sợi cơ thì có hai loại. Một là loại sợi cơ chậm, hai là loại sợi cơ nhanh. Còn chia theo kiểu nhóm, cũng không phải là nhóm cơ nhưng mà rồi, theo rồi. Kiểu bây giờ loại chậm là số mấy, loại nhanh là số mấy, đặc điểm của mỗi loại? Loại chậm thì là số 1 ạ. Thì nó cái khả năng phát lực của nó không mạnh nhưng mà nó có thể trì được lâu. Còn loại 2 thì nó cái khả năng tạo sinh lực của nó lớn hơn nhưng mà nó cũng sẽ nhanh mỏi hơn ạ. Đúng rồi. Đó thì các bạn nắm chung về cái đó ha. Bạn Đại nói cũng đúng nè. Ở đây bạn Đại nói về 2X, 2A, 2X. 2X thì có 2XA, 2XB. Thì nhìn chung á, mình sẽ có hai dạng chính là loại 1 và loại 2. Loại 2 á sẽ bao gồm thêm loại 2A và 2X. Ha, basic thôi, cơ bản là vậy. Loại 1 thì đặc điểm là gì? Sợi cơ nhỏ. Sợi cơ nhỏ. Không có bộc phát sức mạnh được hoặc là chuyên về sức bền. Loại 1 ha. Loại 1 là sợi cơ nhỏ, chuyên về sức bền. Khả năng phục hồi nhanh. Cứ tưởng tượng đến những bạn chạy marathon. Những người chạy marathon chính là loại cơ đặc biệt loại 1. Rồi, loại 2 mình chỉ cần nhớ một loại và cái loại còn lại nó sẽ ngược lại ha. Loại 2 kích thước lớn, phát lực mạnh nhưng thời gian phục hồi chậm, mau mệt. Thì đặc điểm là những người tập sức mạnh đó. Giờ nên mấy người tập sức mạnh á sợ tập cardio lắm, giờ kêu vô tập lớp hit tập nổi đâu. Vậy thì dựa theo những môn thể thao khác biệt nhau nó sẽ có những đặc điểm khác biệt. Ví dụ như giờ mấy anh cử tạ thì có thể họ tập cardio thêm để họ tăng cái capacity lên, nhưng mà cái đó không phải cái ý, cái chính của họ. Tuần họ tập cardio một lần thôi, lần hai lần được rồi cũng được, còn lại họ tập tạ là chính. Nhưng mà ví dụ người đá banh họ phải cân bằng được cả tập sức mạnh và tập cardio, cả sợi cơ loại 1 và loại 2. Tương tự như vậy, cái người chạy bộ 100m thì phải tập như thế nào? Rồi cái người đánh bóng rổ, bóng chuyền thì nên tập như thế nào? Nên tại vì mình phải hiểu được hai loại cơ đó có trong những bộ môn đó. Ví dụ nếu mình maintain giữa strength và cardio thì có hiệu quả cả hai không? Được, mình có thể duy trì cả loại 1 và loại 2 cùng lúc với nhau. Thì ví dụ như chúng ta là những người tập bình thường hoặc khách hàng của chúng ta là những người tập bình thường, vừa muốn mạnh, vừa muốn đẹp mà cũng vừa muốn khỏe tim mạch, thì mình tập cả hai. Có thể 2 hoặc 3 buổi tập với tạ và 2 hoặc 3 buổi tập cardio kết hợp với nhau. Và cái gì mà nhiều, cái gì mà nó gọi là nó đa dạng á, thì nó không thể nhất được. Nó sẽ không thể nhất được, tức là sao? Tức là em không thể bự nhất, không thể mạnh nhất và đồng thời em không thể bền nhất được. Em phải chọn ha. Ví dụ em tập có thể vừa 1 vừa 2 thì ok, bền cũng có, mạnh cũng vừa vừa, đẹp cũng hơi hơi, đủ xài. Ok, nếu em hài lòng với việc đó thì em tập kiểu đó. Đúng không? Còn bây giờ thấy thôi, bây giờ mình cần bền ít thôi. Mình tại mình không có đi kiểu cần sức bền nhiều, mình muốn thiên về đẹp hoặc thiên về mạnh. Ok, thì giờ mình tập 4 buổi mạnh hoặc là về cơ bắp phát triển sai, 1 hoặc 2 buổi cardio thôi, gặp kiểu vừa vừa sức để duy trì hệ tim mạch thôi. Đó. Hoặc là nhưng mà ngược lại, ví dụ sắp tới tham gia chạy marathon, bây giờ thì phải ngược lại, phải chuyển qua tập theo kiểu cardio nhiều hơn, còn thỉnh thoảng tập tạ 1 hoặc 2 buổi để duy trì được cái lượng cơ trong cơ thể. Nói chung là mình sẽ linh hoạt được cái chuyện này. Nếu mình không thi đấu thì mình tập kiểu gì cũng được, nó tính ra là tập kiểu gì cũng được, chủ yếu là mình hiểu được cơ thể mình có cái gì và mình muốn tập cái gì.
thì nhưng mình cũng phải hài lòng với cái chuyện là mình tập nhiều thứ cùng một lúc thì mình sẽ không có xịn nhất ở cái thứ nào hết, mình cứ bình bình thôi ha. Còn để mà bạn mà muốn vừa mạnh vừa đẹp mà vừa bền, bạn có chấn thương thôi à, tại vì quá tải, bị stress quá mức ha. Cái này là sếp ở hustle rất là muốn chuyện này, vừa mạnh vừa bự vừa bền, cái gì cũng muốn trơn, nguy cơ chấn thương rất cao, cứ tập vài bữa là khang bị đau. Bởi mà khuyên suốt ngày khuyên nghỉ bớt đi mà cũng không chịu, tại vì bị cái là những người tập lâu á, mình kêu họ nghỉ họ lại khó chịu, tại vì họ cảm thấy họ bị giảm đi cái performance đó. Nếu mà họ bỏ qua những buổi tập đó, họ cảm thấy họ họ lại buồn, họ bị trầm cảm hơn so với việc để họ đi tập. À, lúc này mình phải làm việc tinh thần lại với họ. Còn mấy khách hàng phổ thông này kia nọ thì nó ngược lại, kiểu như người ta chưa có biết tập, chưa có hiểu về cơ thể này kia nọ thì họ lại lười, họ không muốn tập nhiều đó. Nhưng một số người lại muốn tập nhiều mà kêu nghỉ không chịu nghỉ đó, vậy đó. Thì bản thân người huấn luyện viên nên hiểu cả tất cả mọi thứ đó để đưa ra một cái phương hướng cho nó phù hợp. Bạn Tuấn nói cách này cũng hợp lý nè, chích vô, ok, chích hàng vô, metabolic này kia nọ tăng gấp 3 lần, phục hồi tăng gấp 3 lần, muốn làm gì cũng được đó, đó cũng là một cách. Ok rồi, ở đây cái tập luyện Specific City này nó liên quan đến về cái mechanical là vận động cơ học, về cái neuromuscular là hệ thần kinh cơ, và metabolic specific city luôn. Tức là khi mình tập một cái bộ môn nào đó thì cơ thể mình nó sẽ thay đổi tất cả mọi thứ để thích nghi với cái bộ môn đó. Ví dụ như bạn Hạnh là chuyên dạy lớp đi về HIIT, Kaido, Tabata này kia nọ, thì cái sức bền của bạn có, cái hệ cơ bắp của họ, của bạn phát triển vừa đủ để tập luyện HIIT cardio. Tức là nhiên bạn sẽ không quá bự, không có quá đô, nhưng mà bạn sẽ vừa vừa, nhìn vô sẽ fit. Rồi cái hệ thần kinh của bạn cũng sẽ duy trì được cái mức tập trung liên tục trong khoảng 50 phút hoặc là 45 phút, cường độ cao đó, liên tục để bạn dạy lớp, dạy đó, hoặc là tập những lớp HIIT Tabata. Đó. Còn ví dụ như mình vô những cái lớp như vậy mình sẽ bị đuối, bị ngợp chẳng hạn. Hoặc những bạn chuyên về sức mạnh, tập một phát khoảng 30 giây xong phải nghỉ tới 3 phút, 5 phút thì vô những cái lớp kia nó sẽ bị ngợp. Và kể cả cái hệ chuyển hóa của họ cũng sẽ thay đổi cho nó phù hợp với cái bộ môn đó luôn. Rồi. Rồi, ở đây người ta có nói thêm một cái nữa. Tùy rồi, lưu ý câu cuối cùng. Cơ thể chúng ta nó chỉ thích nghi nếu như nó có lý do gì đó để nó thích nghi. Các bạn hiểu sao về cái câu này? Câu này giống như mình nhắc lại nguyên cái bài từ trên dưới này. Du hiểu sao Du? Vậy là nó ví dụ như là mình phải đều có kế hoạch thì chứ thì nó mới thích nghi được, chứ ví dụ như mà lâu lâu mình tập một lần thì xong rồi khoảng 2 3 tháng sau một lần nữa thì nó cũng không có thích nghi được đó. Đúng rồi, thì giống như cái việc mà nãy mình nói là giờ nay thấy mệt mỏi quá mà cũng ráng vô tập, nhưng thật ra cái buổi tập đó nó không có đủ kích thích cơ thể thì thôi đi về, đúng không? Tại vì lúc này mình không có đưa đủ cái lý do để cho cơ thể nó adapt, nó thích nghi, thì mình để qua một buổi khác, mình để cho nó thích nghi đủ, mình cảm thấy đủ đủ sức, đủ tỉnh táo để mình tập luyện tốt đó, để nó thích nghi thì lúc đó mình hãy tập. Và đây còn một ý nữa về cái specific này, tức là mình tập luyện về sức bền thì mình phải đưa những cái yếu tố kích thích về sức bền, như mình phải bắt đầu bước xuống chạy 3 cây, 5 cây, 10 cây gì đó để cơ thể nó à có lý do để nó thích nghi theo kiểu sức bền, à nó mới phát triển theo kiểu sức bền. Chứ không thể nào mình chạy ngày nào cũng chạy 1 cây xong mình yêu cầu mình phát triển được hệ aerobic chạy được 5 cây, 10 cây, không có chuyện đó. À mình phải bước xuống mình chạy 5 cây, 10 cây thì cơ thể nó thích nghi theo. Cũng tương tự như vậy, giờ mình muốn nâng được mức tạ nặng thì bắt buộc mình phải nâng tạ nặng. À, chứ không thể nào mà mình nâng theo kiểu mà
Số rep cao 10, 12 rep hoặc là 15 rep, xong rồi giờ mình muốn cải thiện mức tạ thì cải thiện không được, tại vì cái hệ thần kinh mình không có quen với mức tạ nặng. Muốn nâng được mức tạ nặng hơn, mình có việc chỉ việc phải mình bắt buộc phải giảm cái số rep lại, chỉ nâng từ 1 đến 5 rep thôi, hoặc là 3 đến 5 rep chẳng hạn, và mình phải nghỉ lâu. Và lúc đó tập, có bạn nào tập một bài mà tập 8 đến 10 set chưa? Đó là tập kiểu mà tập để tăng sức mạnh đó, kiểu powerlifting á. Thì lúc này mình có thể mình tập khoảng 3 rep thôi hoặc là 5 rep thôi, nhưng mà mình tập từ 5 cho đến 8 hoặc chỉ là 10 set đó, thì lúc đó cái cơ thể nó sẽ thích nghi theo cái kiểu tập như vậy. Cũng là cái lý, cái ý của câu này là phải đưa cho nó cái lý do để nó thích nghi theo ha. Rồi, thích nghi về hệ cơ học, thích nghi specificity về mechanical bằng cái việc đưa trọng lượng cũng như những cái chuyển động lên cơ thể từ mức nhẹ đến mức nặng, lặp đi lặp lại để cho nó thích nghi về cái chuyển động, tức là những cái chuyển động mình làm thường xuyên á, thì cơ thể nó sẽ quen với cái đó. During chest relaxation. Nào, giống như chuyện ở đây người ta nói một cái điều hiển nhiên ở đây, ví dụ như để phát triển cái cơ, cái sức mạnh tối đa của cơ ngực thì chúng ta phải tập luyện những bài tập liên quan đến cơ ngực, hợp lý rồi, chứ không thể nào muốn phát triển cơ ngực mà đi tập những bài về chân thì nó không có phát triển được cơ ngực. Rồi phát triển về hệ thần kinh cơ thì ở đây được hiểu là về tốc độ co cơ và những bài tập, và những bài tập liên quan. Thì đối với hệ thần kinh cơ này á, thì chúng ta cần có một cái nền tảng trước về stability để tập ngực. Những cái bài liên quan về hệ thần kinh cơ thì chủ yếu là về sức mạnh và power, strength và power. Nên chúng ta cần có cái stable của cơ thể bằng cái việc tập cái phase đầu tiên, rồi tăng dần sức mạnh từ từ lên, chậm tăng tiến dần. Rồi sau khi chúng ta kiểm soát được nó, rồi bắt đầu tăng tốc độ dần theo, thì lúc này cơ thể mới có thể thích nghi được những cái bài như vậy ở cái sức nặng lớn hơn, với cái kháng lực lớn hơn và tốc độ cao hơn, thì cơ thể mới phản hồi lại được. Rồi một cái nữa là metabolic specificity, là cái hệ năng lượng của mình, hệ năng lượng của mình cũng sẽ thay đổi dựa trên những cái yếu tố kích thích đó. Thì như nãy mình cũng đã có nói, giờ bạn chạy marathon thì cái hệ chuyển hóa của cơ thể nó sẽ thích nghi theo cái aerobic, thiên về aerobic nhiều hơn, nó sẽ sản sinh ra ti thể nhiều hơn trong tế bào cơ để nó trao đổi oxy nhanh hơn, để lâu mệt hơn, chạy được xa hơn. Mà ngược lại, tập luyện mà tập về sức mạnh đó, nó lại phát triển cái hệ yếm khí anaerobic để phát lực nhanh, mạnh, ngắn đó, và nghỉ, yêu cầu nghỉ phải lâu hơn. Thì tất cả cái các yếu tố về như nãy mình có nói về volume đó, set rep, tốc độ tempo và thời gian nghỉ, là những yếu tố này sẽ quyết định được mình tập theo kiểu gì. Rồi cái này là một số bài tập ví dụ thôi. Tầm quan trọng của huấn luyện viên phải hiểu được chương trình tập luyện của khách hàng để thiết kế một chương trình tập luyện cho khách hàng phù hợp với cuộc sống hàng ngày cũng như là cái mục tiêu sức khỏe của họ. Ở đây người ta đưa một số ví dụ. Ví dụ như người mà muốn, ở đây trường hợp là người muốn giảm mỡ đi. Người muốn giảm mỡ thì đối với yếu tố mà mechanical này nè, để mà đốt nhiều calo hơn, giờ muốn giảm mỡ thì phải đốt nhiều calo hơn, calo in nhỏ hơn calo out, ok. Thì làm sao để đốt calo nhiều hơn? Bằng việc ví dụ như tập luyện, thay vì ngồi kéo lưng, ngồi đẩy ngực, ngồi đẩy vai, thì chúng ta có thể thay bằng việc đứng kéo lưng bằng cable, standing cable row, hoặc là đứng đẩy vai, đổi động tác từ ngồi sang đứng cho nó tăng thêm số lượng calo đốt ha. Hoặc là làm cái gì ở góc độ mà
Thứ hai, ở góc độ mà hệ thần kinh cơ á, thì từ những cái đơn giản như là việc đứng ở trên mặt phẳng thăng bằng, chúng ta sẽ làm cho nó mất thăng bằng và phải kiểm soát nhiều hơn bằng việc như đứng một chân. Ở đây là bình thường đứng hai chân đẩy đẩy vai. Ở đây người ta có thể dùng đứng một chân đẩy vai hoặc là đang ngồi đẩy vai chuyển sang đứng đẩy vai thì nó sẽ khó hơn chẳng hạn vậy. Tại vì lúc đứng mình phải kiểm soát cả core, cả mông, tất cả mọi thứ cùng lúc. Đó. Còn về cái metabolic nè, đối với trường hợp người muốn giảm cân thì thay vì nghỉ thời gian kéo dài thì lúc này mình sẽ nghỉ thời gian ngắn lại, cố gắng nghỉ ít nhất có thể, tạo như là một cái tập luyện circuit training fashion, tức là tập liên tục bài này xong tới bài kia liên tục với nhau thì cho tăng hiệu quả đốt năng lượng thì sẽ giảm cân được tốt hơn. Đó, đây là một ví dụ về cách chọn lựa chuyển động, cách chuyển chọn lựa bài tập làm sao cho nó phù hợp với mục tiêu của khách hàng. Ok. Rồi một yếu tố cần lưu ý nữa là thời gian nghỉ cũng liên quan đến việc giải phóng năng lượng. Rồi, các bạn có thắc mắc gì phần này không? Alo. Có ai thắc mắc phần này không? Không ạ anh. Ok. No, no. Ok. Mấy bạn muốn đi hết bài này đúng không? Nó còn một phần nữa thôi. Dưới này. Mình còn 2 phút nữa. Nếu đi hết thì mình sẽ gọi thêm một lần nữa. Còn còn tiếp thu nổi không? Còn nghe nổi không? Để Conditioning duyên không? over. Cái gì Duyên? Duyên nói gì? Duyên over trên mình rồi. Bài bữa nay dễ mà, over. Hạnh condition hả? Hạnh condition để nói vào một buổi khác chắc nó sẽ ok hơn. Conditioning. Bài hôm nay dễ mà đúng không? Đâu có khó lắm. Rồi, tiếp theo là progressive adaptation from resistance training. Dễ nuốt. Ok. Còn một phút nữa hết rồi để mình gọi là một cái nữa đi cho hết bài này. Thì tương tự như các cái kiểu tập luyện khác thì cái tập resistance kháng lực này á nó cũng chia làm không, cái này chia làm 4 phase. Nhưng mà ở đây đi đầu tiên cũng là stabilization. Stabilization á, mình có những ý lớn là stabilization, tiếp theo là endurance, tiếp theo là hypertrophy, tiếp theo là strength, power. À, đây tới 5 phase lần. 5 phase chứ không phải là 4 ha. À, nó đi theo 5 phase của OPT model luôn. Tập luyện thăng bằng được không? Ok. Rồi mình sẽ gọi lại và mình sẽ nói qua cái câu tập luyện thăng bằng. Tập luyện thăng bằng mình đã có đi trong bài thăng bằng rồi ha. Có gì xem lại. Cái này mình sẽ nói sơ qua về thăng bằng. Tập luyện thăng